Làng Dư Dụ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai là một trong những làng nghề thủ công mỹ nghệ khá nổi tiếng ở Hà Nội. Theo sự phát triển của xã hội, bên cạnh những đôi tay lành nghề như thế này, thì máy móc hiện đại cũng dần có mặt tại nhiều hộ gia đình. Thế nhưng người dân dường như vẫn chưa nhận thức rõ việc sử dụng những máy móc hiện đại này như thế nào để đảm bảo an toàn điện. Không lắm được cái thông số là mình phải cần cái loại dây nào vào cái ổ cho nó tốt. Chủ yếu là đây thường thường làm thì mình cũng trước khi đã làm thì cũng chủ yếu là mua cái loại nhờ thợ lắp ra những dây nó to rồi hoàn toàn là phụ thuộc vào cái người lắp cho. Nhận thức của anh Huy cũng là nhận thức chung của rất nhiều hộ gia đình trong làng nghề. Với họ, những thiết bị điện sản xuất cũng không khác gì những thiết bị điện sinh hoạt và vì số lượng máy móc không nhiều nên khả năng chập điện là rất thấp. Tuy nhiên với những sản phẩm mỹ nghệ bằng gỗ như thế này thì chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đe dọa tài sản lẫn con người. Đấy, ở làng đấy thì có khoảng độ 3-4 cái máy. Nhưng có một gia đình là bị năm ngoái do sự cố là cũng là mình không để ý trông lo cái lúc cái mũi mà đục cái gỗ này. Nó bị cọ sát là nó mới phát lửa thì là bị cháy. Trong khi người dân làng nghề trên địa bàn xã Thanh Thủy thì khẳng định đã từng xảy ra cháy do thiết bị điện trong gia đình gây ra, nhưng lãnh đạo xã thì khẳng định là không. Liệu có sự thờ ơ, thiếu sát sao của chính quyền trong vấn đề này? Chưa để xảy ra cái vụ cháy nổ nào liên quan đến chập điện mà mất an toàn ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng người dân. Chập điện dẫn đến cháy ở làng nghề thực tế không phải là câu chuyện hiếm. Vào cuối năm 2017, một vụ cháy do chập điện đã thiêu rụi cả một xưởng gỗ tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Hay vào năm 2015, hỏa hoạn do chập điện cũng đã thiêu rụi 3 xưởng đổ gỗ tại cụm công nghiệp làng nghề Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Đây chỉ là một vài vụ việc chập điện gây cháy nổ làng nghề điển hình được báo chí dư luận phát hiện và nhắc tới. Còn rất nhiều vụ việc xảy ra ở quy mô nhỏ hơn hay ở tận thôn, tận xã thì dường như không được đưa vào những con số thống kê.